thay dao dày này thì đỡ hơn. Đứng đứng ở giữa này. Trình diễn khác chứ. Bỏ cái điện thoại ra ha. Mày đỡ ngược như hơi gió quá, hơi gió. Đá lên trái toàn đá hụt quá này. Quang này vô lệ. Hơi khó rồi. Này đeo cái này sút chưa phát nào. Cái này nó nhẹ hôm qua. Cái hôm trước là đi đây cái mũi nó đi giày đi giày đi làm phải không? Nó nặng. Mũi kia mũi sắt. Gió quá.